Mô sang bắt chuột đồng ở miền Tây, đây là lúc chuột béo núc. Đến hẹn lại lên, thời điểm này trên khắp các cánh đồng ở ba huyện Đầu Nguồn, Sông Ngự, thị xã Hồng Ngự, Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp lại nhộn nhịp người dân ra đồng bắt chuột. Đây là thời điểm chuột đồng béo núc có thịt ngon nhất trong năm. Anh Võ Văn Vi ở ấp Chầm Xoay, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, người có thâm niên hơn 25 năm săn bắt chuột đồng ở khu vực Đầu Nguồn cho hay, chuột đồng bắt đầu sau vụ lúa cuối, lúa vụ 3 là thời điểm chuột có thịt ngon, béo hơn những mùa vụ khác trong năm. Vì vậy, cứ sau vụ thu hoạch lúa vụ 3 lại có nhiều người tranh thủ rủ nhau đi bắt chuột đồng. So với năm rồi, lượng chuột năm nay nhiều và béo hơn nên cánh thợ săn cũng thu hoạch được khá, anh Vi phấn khởi chia sẻ. Cũng tham gia vào đội quân bắt chuột đồng mùa lũ ở xã Thường Phước 1, anh Trần Thanh Hùng, ngụ ấp Chòm Xoay, xã Thường Phước 1 cho hay, bắt chuột đồng gần như là cái nghề của bà con vùng Đầu Nguồn mùa nước nổi. Cứ đến độ khoảng tháng 6, tháng 7 âm lịch là người dân trong xóm rủ nhau ra đồng bắt chuột. Mỗi lần đi là cứ như một đội thợ săn chuyên nghiệp, rất đông vui và náo nhiệt, anh Hùng cười xòa kể. Chụp chuột theo lúa, thường theo lối phán đoán, người thợ phải quan sát thật kỹ vạt lúa lúc chuẩn bị cắt xong, xem hướng đi của chuột, sau đó nhào vào nhanh tay chụp chuột, đang chạy ra sau vạt lúa vừa mới cắt. Người nào tinh mắt chụp nhanh thì bắt được trên chục ký trên một ngày, người nào chậm tay chưa thành thạo thì chỉ bắt được khoảng 2-3 ký trên một ngày, anh Hùng chia sẻ. Cũng theo anh Hùng, chuột đồng sau khi bắt được người dân chế biến thành những món ăn rất độc đáo như nướng, xào rau răm, xào lá cách hoặc để trữ dùng trong nhà. Còn nếu lượng chuột bắt dư giả không dùng hết, bà con có thể mang ra chợ bán với giá khoảng 55-60 ngàn đồng trên 1 kg, tùy theo từng loại khác nhau. Theo anh Hùng, cái vui và lợi ích của nghề bắt chuột đồng mùa lũ này là vừa có thịt chuột để chế biến món ăn, vừa tiêu diệt chuột phá đồng ruộng mà còn có thể tăng thêm thu nhập mùa lũ. Bí ông lùng mùa, thân dược phóng the, có cánh ở miền Tây. Tại vùng Bảy Núi, An Giang, thanh niên Võ Phước Cẩn, 21 tuổi. Ngụ ấp Vô Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, nổi tiếng với nghề săn tắc cái bay. Đây là loài vật được nhiều người cho rằng có khả năng chữa được một số bệnh như hen suyễn, ho, đặc biệt các quý ông tìm mua để tăng sức mạnh chuyện vợ chồng. Tắc cái bay ở Bảy Núi, to gấp dưới thàn làm nhà, trên lưng có đôi cánh ngắn, nhưng không biết bay. Theo lời thanh niên này, chúng nằm trên thân cây cao, thường bò ra kiếm ăn vào buổi trưa. Thời điểm đi săn tắc kè bay lý tưởng nhất là từ 10 đến 15 giờ. Lúc đó, tắc kè bay bò ra ngoài săn mồi và phơi nắng nên mình dễ phát hiện. Mình chỉ cần nhìn từ gốc đến ngọn cây rừng là thấy chúng lấy ná thun bắn rơi xuống đất, cần kể và nói đạn bắn tắc kè bay phải bằng đất. Sở dĩ đạn hạ tắc kè bay là đất chứ không phải đá, vì đất dễ vỡ ra thành nhiều mảnh, dễ trúng hơn. Ngoài ra, đất bắn tắc kè cũng không làm xác của chúng bầy nhầy. Khi chúng đạn, phải giữ cho nó bị thương, mà còn sống thì bán mới có giá, cần giải thích. Mỗi ngày nếu siêng, cần có thể bán được 30-40 con tắc kè bay. Con lớn mình bán 15.000, con nhỏ 10.000 đồng. Mỗi ngày săn cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng. Cần tiết lộ và nói, săn tắc kè bay, đôi cũng nhiều rủi ro, do phải băng rừng, nên nhiều lúc gặp gián giết. Sở dĩ tắc kè bay có giá và đắt hàng là do nhiều người cho rằng loài này là vị thuốc bổ dương và trị các bệnh mãn tính. Nan Y Hải Bà Thao, ngụ huyện Tịnh Biên, cho biết trên đỉnh núi Cấm có nhiều nơi thu mua loại tắc kè bay. Sau khi mua tắc kè bay, chủ vừa phải mổ bụng, móc ruột, sấy khô rồi bỏ vào bọc ni lông bày bán dọc theo những đường lên xuống núi Cấm cho khách hành hương, du lịch. Thường người ta mua tắc kè bay về nướng thành than rồi tán nhuyễn. Sau đó pha bột than vào nước, rồi lắng trong, múc nước trong cho trẻ con uống, sẽ chữa khỏi chứng bệnh khó khè. Bà Thao nói, đặc biệt, dân nhậu rất khoái món tắc kè bay nướng, hoặc uống rượu được ngâm từ loại này, vì họ tin rằng có khả năng chữa trị nhiều bệnh, trong đó đặc biệt nhất là tăng sức mạnh chuyện vợ chồng. Tắc kè bình thường đã bổ, thì loại tắc kè có cánh biết bay, bổ gấp bội lần. Ông nào yếu hay trục trặc do tuổi cao, thì uống rượu ngâm tắc kè này là ngon lành. Ông Vinh, một người dân kể, theo ông, ngoài tắc kè bay còn có bổ củi, nhện hùm, ngâm rượu cũng, ông uống bà khen. Tuy nhiên, đây chỉ là lời đồn thổi của dân gian, chứ chưa có tài liệu nào ghi nhận
về công dụng của loài thần dược bay này. Vì thế mọi người cần cẩn trọng khi mua tắc kè bay về trị bệnh. Các lương y hãy cảnh báo, người bệnh không nên tin vào những bài thuốc được đồn thổi. Nên đến bệnh viện khám để có thể điều trị kịp thời nếu có bệnh. Trứng gà đen như cục than giá 1 triệu đồng trên một quả. Từ mông vốt, chân, mỏ, lông, lưỡi đến cuống họng, thậm chí vỏ trứng của giống gà này cũng đặt một màu đen. Gà Yasemani và có nguồn gốc ở đảo Java, Indonesia, năm 1998, một người Hà Lan đã đưa giống gà đen xuất ngoại qua châu Âu. Nhờ đó, loài gia cầm này đã được nhân giống ở một số quốc gia khác như Anh Quốc, Ba Lan. Thông thường, gà Yasemani nặng từ 1,5 đến 2,5 kg trên một con và có giá khoảng 2.500 USD, khoảng 55 triệu đồng. Đặc biệt, con gà mái có thể đẻ 60 đến 70 trứng trên một năm, mỗi quả trứng giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Giống gà này không quá xa lạ với người chơi sinh vật cảnh ở Việt Nam vì đã được nuôi thành công ở một số tỉnh phía Nam và ngoài thành Hà Nội. Từ 2 năm nay, loài gà này đã được một trang trại tại Hà Nội gây giống thành công. Giá bán ra thị trường dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng trên một con gà giống dưới 3 tuần tuổi. Theo một số người chơi, giống gà đen quý ở chỗ, đây là loài gà đen từ trong ra ngoài, tức đen từ bộ lông, da, màu, mắt tới xương và nội tạng. Do những đặc điểm dị biệt ấy, loài gà này còn mang tên gọi khác là gà mặt quỷ. Người phương Tây tin rằng khi nuôi gà đen Yasemani trong nhà sẽ mang lại nhiều may mắn, nó sẽ chở che, bảo vệ cho gia đình và giúp vượng thế trong làm ăn. Vì thế mà giá trị của loài gà này rất cao, ngay cả ở nước ngoài giá của nó cũng không hề rẻ. Chính sự độc đáo cùng giá trị vượt trội đã thôi thúc các đại gia chơi gà trên thế giới đua nhau săn lùng giống gà đen Yasemani. Không chỉ vậy, người dân Indonesia luôn coi chúng như một giống vật nuôi quý hiếm, quan trọng hơn những loài gà khác. Vì vậy, họ vẫn thường gọi với tên gà Lamborghini, thương hiệu siêu xe nổi tiếng thế giới. Thịt gà này chứa hàm lượng sắt rất cao và tốt cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra, người dân châu Á quan niệm rằng tiếng gáy của chúng mang lại sự thịnh vượng và ăn thịt gà đen sẽ xoa dịu lương tâm của họ. Gà này có sức đề kháng cao, có thể thả vườn hoặc nuôi nhốt, nhưng nên nhốt để bảo quản nguồn gen, thức ăn là thóc, côn trùng, rau cỏ, ngô, cám công nghiệp. Gà đen Indo nuôi khá dễ, từ 6 đến 8 tháng là trưởng thành. Một con gà trống trưởng thành có trọng lượng 2,5 đến 3 kg, gà mái là 2 đến 2,5 kg. Theo tìm hiểu, một con gà mái đen Indo có thể đẻ từ 60 đến 70 trứng trên một năm nếu chăm sóc tốt. Loại gà này có thể nhân giống phổ biến ở Việt Nam. Những món ăn cấm kỵ vào tháng cô hồn. Trong tháng cô hồn, bên cạnh kiêng cưới hỏi, xây nhà, mua sắm, đi chơi xa, thì việc tránh ăn những món sâu cũng được người Việt rất lưu tâm. Mực, không chỉ tháng cô hồn, người Việt còn kiêng kỵ những món ăn từ mực trong ngày đầu tháng. Người ta cho rằng nếu ăn mực vào những ngày này thì cả tháng sẽ đen đủi như mực, gặp đủ mọi chuyện bắt trắc, xui xẻo. Thịt chó. Đối với một số người, thịt chó vẫn là món ăn khoái khẩu. Tuy nhiên, người ta thường chỉ ăn thịt chó vào cuối năm để giải xui, còn đầu năm, đầu tháng sẽ kiêng khem. Nguyên nhân là do dân gian có quan niệm đen như mõm chó, ăn thịt chó sẽ kéo theo vận đen cả tháng. Cháo trắng. Cháo trắng là món ăn không thể thiếu trong mâm cúng rằm tháng 7 để cúng cô hồn, dạ quỷ và người đã khuất. Quan niệm dân gian cho rằng nếu bạn ăn cháo trắng vào tháng cô hồn, ma quỷ sẽ nghĩ bạn đang tranh ăn với họ. Vì thế, bạn sẽ bị ma quỷ quấy phá liên tục, gặp những điều không may. Thịt vịt. Tuy là món ăn phổ biến cuối tháng để giải đen, nhưng thịt vịt lại bị kiêng cữ trong tháng cô hồn. Người ta cho rằng nếu ăn thịt vịt vào tháng này sẽ gặp phải tình trạng tan đàn sẽ nghé. Vậy nên thay vì ăn thịt vịt, mọi người thường lựa chọn các món ăn từ thịt gà mang ý nghĩa cát tường, gọi đến những điều an lành. Cá mè. Món cá mè phổ biến ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung được người dân kiêng do chữ mè gắn với chữ mè nheo. Thêm vào đó, cá mè rất tanh lại có nhiều xương nên khi ăn cá tốn công gỡ. Điều này khiến món cá mè bị cho là không thuận lợi, dễ đem lại trắc trở trong cả tháng. Sầu riêng.
loại quả đặc sản thơm ngon và giàu dinh dưỡng của các tỉnh Nam Bộ được kiêng khem khá kỹ vào tháng cô hồn, lý do là bởi hai chữ sầu riêng vốn đã mang hàm nghĩa không tốt, dễ mang đến những phiền muộn tuổi hổ. Cam, lê, chuối. Bên cạnh sầu riêng, ba loại quả cam, lê, chuối cũng bị cho là những ý nghĩa tiêu cực như quýt làm cam chịu, lê lết, trượt vỏ chuối. Cả ba đều ám chỉ đến những tai họa, điều không may mắn và sự thất bại. Chính vì vậy, tuy được bày nhiều trong mâm ngũ quả cầu phước ngày Tết, nhưng nhiều người vẫn hạn chế ăn các loại quả này trong tháng 7.